một tình cảm thiêng liêng len lỏi khắp rừng sâu. Đây là sứ mệnh vất vả và bà mẹ này phải thực hiện một mình. Một lần sinh như vậy sẽ được từ 1 đến 5 đứa con. Sau khi sinh, trách nhiệm của sư tử mẹ càng nặng nề hơn. Việc tách biệt, mất đi sự bảo vệ của cả đàn là một khó khăn rất lớn. Bởi con của sư tử thì không có nghĩa là không ai dám động vào. Ngược lại, sư tử con rất dễ bị tổn thương. Chúng thường xuyên nằm trong sự săn lùng của nhiều loài thú khác. Chúng có thể là bữa ăn nhẹ của một con báo hoa mai, cũng có thể là một thú vui của khỉ đầu chó, hay thậm chí là một lứa sư tử con không thể sống sót trước một con đại bàng ma sổ. Việc mất con là một nỗi đau không thể nói thành lời. Do đó, sư tử mẹ phải bằng mọi giá, thậm chí đánh đổi cả mạng sống của mình để bảo vệ con non. Đây có thể là một nơi sinh nở an toàn, nơi động vật săn mồi rất khó tìm thấy chúng. Nhưng không có gì là tuyệt đối cả, chỉ cần một chút bất cẩn là tan nát hết. Một tuần sau khi chào đời, sư tử con mới mở được mắt. Sau 3 tuần tuổi, chúng mọc răng sữa. Sau 1 tháng tuổi, chúng mới có thể đi lại xung quanh. Đã đến lúc đi tìm chỗ ở mới, vì khu vực sinh vẫn rất nặng mùi nhau thai. Kể từ đây, cứ tầm 3 đến 4 ngày là sư tử mẹ sẽ dẫn con chuyển chỗ ở. Một bà mẹ rất trách nhiệm và siêng năng. Khi được 6 đến 8 tuần tuổi, sư tử con đã đủ dũng cảm để theo mẹ đi trên các cánh đồng cỏ rộng lớn. Nhưng khi chưa về gia nhập lại đàn, thì sư tử con vẫn luôn nằm trong trạng thái nguy hiểm. Linh cẩu lang thang tìm mồi chính là mối họa không thể tránh. Thay vì săn một con thú ăn cỏ chạy nhanh, nó sẽ săn một con sư tử con có vẻ dễ dàng hơn. Với sư tử mẹ, một con linh cẩu thì có thể có cách đối phó, nhưng cả đàn linh cẩu thì coi như tiêu. Bản năng làm mẹ thôi thúc nó hành động. Trước khi con linh cẩu đánh mùi ra sư tử con, rời xa đám con một chút là việc làm cần thiết. Nó sẽ mai phục chặn đầu linh cẩu ở đây. Có vẻ như cái mũi thính của linh cẩu đang giúp nó nhận diện ra sự bất ổn. Sư tử cái lao ra như thể đánh phủ đầu, nhưng đây chỉ là sự hù dọa. Linh cẩu chạy thật xa rồi nên dừng lại, bởi dây dưa với linh cẩu chẳng khác gì rước họa vào thân. Ở đây không còn an toàn nữa, phải đi tìm một nơi ở mới. Đứa nhỏ nhất sẽ được mẹ dùng miệng tha đi. Khẩn trương là điều hết sức quan trọng ngay lúc này, bởi sớm thôi linh cẩu sẽ quay trở lại với các chị em của nó.